tuổi đi cho nó lớn lớn chút ha. Nó quá tiểu mẫu. Thứ sáu còn ông hai là anh của bà nội đó, làm thầy. Làm thầy mà cha truyền con nấu mà đời ông tới đời cha đời cháu tới đời cháu chắc cũng còn nữa. Bà phải á, nó gặp ta xin cái nó có tới điện cho. Bây giờ nó là nhìn con em nó này nó. Nó có căng. thì trước mắt là thấy có căng rồi đó. Có biết thằng nào chọn xác của cháu này không chú? Thằng Thiên Liên người về nó nhiêu tuổi, giá sinh bao nhiêu tuổi đó? Hai chồng người lại xuống con, đủ muốn sinh hai chồng mà sinh tao muốn sinh, tao chụp ra không à, tao có chụp vô. Ra tên gì? Họ gì? Thì bây giờ có cái cháu nó cũng còn nhỏ tuổi mà nó căng trọn cho nên cháu nó nói hoài. Theo con cháu thì cho bệnh giỏi quá à, cho con sinh đi, có 16 tuổi. Không, hạn lần mới được. Sinh có một không được, căng sao được đâu. Ra con kia tới 16 tuổi đi. Không có kêu con chuyện vậy. 12 mẹ ơi. Kêu 16 tuổi đi, con lớn xuống. Nó hàng con lớn hả? Dạ, tuổi 3 tuổi đó cô. Tuổi 3 tuổi đó. Thôi vừa lại thấy gãy nó đừng lụng quá. Tôi thấy nãy giờ tôi biết thằng này á, thấy là
Tại vì ngọc cũng có sao đâu mà em phải tự tình em phải hợp phạm của con cháu mình nhỏ cho tôi xin nè các ngày đi cho tôi đủ 16 tuổi đi cho nó lớn lớn chút hả nó quá cái sức hiểu mẫu bây giờ mấy ông muốn làm tôi cho mượn được quyền ra đó rồi cho tôi xin lỗi nha tới 16 tuổi đủ cũng đi vô, con cũng vô cho mát mát mẻ đứng lên đi quyền coi rồi đút vô rồi phùng mang luôn con cáo mình nè về đứng vậy nè đứng vậy múa luôn nè chơi luôn cũng ngán ai hết trơn có ngoại tiếp con là cái nãy nó cái góc bên nội làm thầy hả? Bên nội. À, nhưng mà nhưng mà anh biết cháu nó bị thành căn không? Hay là nghĩ nó bị bệnh không? Tôi không biết gì cho thì thấy con tôi nó từ ngày rồi nó nhỏ mà nó muốn cúng lại vậy đó. Thì mày muốn cúng lại thì cho mày cúng lại. Còn như tôi thì tôi không biết cúng lại chứ. Thấy lại những chỗ tâm linh thấy nó mắt nó đỏ hoài. Là ông nội. Bà nội nó thứ sáu còn ông hai á ông hai là anh của bà nội đó làm thầy làm thầy mà cha truyền con nói mà đời ông tới đời cha đời cháu tới đời cháu chắc cũng còn nữa bây giờ giờ không có bỏ được nó hoài vậy đó à,
anh của nó, anh của nó là con một người người anh họ của em á. Dạ. Yeah. Là nhỏ hơn ngày nè, là cũng làm bé lớn mà làm thầy. Ờ, nó làm thầy luôn. Dạ. Đúng rồi. Vậy đó, ở nhà cũng hay thường vậy ha. Nó đi đâu cũng vậy cho nên gặp bằng ta bằng áo mà ngang Phật đó là nó gặp cái xá à. Còn mấy nó vô chùa là tự nó, còn đi với em sẽ nói ba sao ba không lại chứ. Nói ba thì vậy con ơi, nhà gặp đầu cái là được rồi. Tại chung em chỉ là Nhân Tâm, Nguyễn Nhân Tâm ha. Nguyễn Nhân Tâm à. Còn nó mà gặp bằng áo màu Phật á, nó lại. Còn không mấy đi qua phà đi á, nó gặp ta xin cái nó có tới điện cho chứ. Bây giờ nó nhìn con em nó này nó thì nó có căng. Đúng rồi, đúng thật. Trước mắt là thấy có căng rồi đó. Thì vừa rồi khán giả được xem một đoạn video mà Lê Thanh đã quay ở trên núi. Thì những câu chuyện tâm linh quyền bí. Thì trước khi khép lại video, Lê Thanh xin cảm ơn khán giả đã xem một đoạn video. Chúc cho khán giả có nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Lê Thanh cũng hẹn khán giả những câu chuyện tiếp theo mà Lê Thanh đã quay ạ. Like, bấm đăng ký, bấm chuông để được theo dõi những video tiếp theo. Lê Thanh xin chào và hẹn tất cả các bạn một video tiếp theo.